Hello, xin chào mọi người, lại là Bích Phương đây. Chào mừng mọi người đến một video khác của mình. Hôm nay mình cũng vẫn sẽ tìm hiểu về nước Đức nha. Mọi người cùng mình tìm hiểu về nước Đức nha. Let's go. Xúc xích Đức. Xúc xích Đức. Ở Đức có vô số loại xúc xích đặc biệt, trong đó có Vrai, Vus, Curry, Vus, Curry, Vus, Brat, Vus. Ngoài ra, tại đây, các vùng khác nhau ở Đức cũng có những loại đặc sản khác nhau như bao tử heo và món giò heo bắp cải muối chua thì trong mỗi bữa ăn người Đức luôn đặt lên bàn món này bởi đây là món ăn truyền thống từ lâu đời. Bên cạnh xúc xích Đức, bánh mì Đức. Bánh mì là một trong những món ăn xuất hiện thường ngày của người dân Đức với hơn 600 kiểu dáng khác nhau nhưng chủ yếu có 3 loại chính: bánh mì đen, bánh mì trắng, bánh mì xám. Vào buổi sáng, người Đức thường ăn bánh mì với bơ, mứt, xúc xích, phô mai và rau kèm theo đó là một tách cà phê. Buổi trưa được xem là bữa ăn chính, lên bánh mì được kết hợp với nhiều món nóng khác nhau. Còn vào buổi tối được gọi là Abendbrot với ý nghĩa bánh mì buổi tối kèm với một vài thức ăn vặt, bia Đức. Ngoài ra nhắc đến Đức, không ai không liên tưởng đặc sản là bia. Đối với người Đức, bia là một đặc sản cũng như là một thức uống hàng ngày của người dân. Họ có thể uống bia khi ăn trưa như bất cứ ở lúc nào, kể cả đang đi trên đường, ngồi trên tàu xe, bạn cũng có thể cầm một chai bia và nhâm nhi. Tại Đức, một trong những lễ hội lớn nhất được tổ chức hàng năm là lễ hội bia Oktoberfest hay Kanstatter, thu hút hàng triệu người tham gia. Lễ hội bia Đức không chỉ gói gọn trong nước mà còn thật sự đã lan rộng khắp thế giới và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của nước này. Sở dĩ bia Đức được ưa chuộng bởi chất lượng bia luôn phải đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao từ khâu nguyên liệu chế biến đến lúc ra sản phẩm. Vì thế nó luôn đảm bảo độ tinh khiết về hương vị, tạo cảm giác thích thú khi bạn thưởng thức lần đầu. Một số loại bia bạn nên uống thử như Bitburger, Kestler, Bier. Vì thế người Đức nổi tiếng nhất thế giới. Vì thế nước Đức nổi tiếng nhất thế giới với những loại bia hương vị vô cùng ngon. Ôi trời ơi. Tính cách người Đức đi. Tính cách của người Đức. Người Đức đôi khi coi là lạnh lùng, thô lỗ và không hài hước. Nhưng những điều này chỉ là một đánh giá phiến diện. Khi bạn đã sống và làm việc lâu tại Đức, bạn sẽ thấy một số đặc điểm nổi bật của người Đức như sau. Làm việc theo kế hoạch. So với các nền văn hóa trên thế giới, người Đức nổi tiếng làm việc theo lịch trình. Mọi thứ đều được lên kế hoạch sẵn từ rất lâu, vì thế họ luôn trong tình trạng bận rộn và phản ứng bất ngờ khi kế hoạch thay đổi. Cách làm việc tuân thủ theo kế hoạch này giúp họ tiết kiệm thời gian và giải quyết công việc hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra. Ví dụ, bạn sẽ bất ngờ khi ở Đức, việc gì bạn cũng phải đặt lịch ngay cả bốn cầu nhà bạn bị tắc, bạn cũng phải đặt và đợi lịch sửa
từ 2 cho đến 3 tuần, thông thường là 4 tuần. Ôi rồi. Thẳng thắn và rõ ràng. Tính cách của người Đức nổi tiếng là thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch trong mọi vấn đề, thẳng thắn trong việc góp ý, đánh giá, từ chối hoặc yêu cầu nhờ giúp đỡ, đừng bất ngờ và buồn nếu ai đó cho bạn lời góp ý thẳng thắn hay từ chối, điều này chỉ tốt cho bạn thôi. Tính truyền thống, người Đức rất coi trọng giá trị truyền thống. Đến với mỗi thành phố của Đức, các bạn sẽ thấy đều có một ngày lễ truyền thống và ngày lễ đó được duy trì hàng năm ở cùng một ngày, một nơi, năm này qua năm khác. Tính cách của người Đức, tính sáng tạo. Đức là một trong những quốc gia sinh sản ra khá nhiều nhân tài, nhà phát minh lớn của thế giới. Đây là quốc gia công nghiệp lớn nhất châu Âu và đi đầu trong lĩnh vực như y học, hàng không vũ trụ và xe hơi. Do đó không ngạc nhiên khi nước này có thể sinh sản ra nhiều phát minh vĩ đại phục vụ cho cuộc sống con người. Để cho đến nay, dưới đây là điểm qua một vài phát minh quan trọng người Đức đã tạo ra. Ôi trời, thôi khỏi đi mấy cái này, khỏi tìm hiểu đi. Đôi nét về nước Đức, lịch sử, chính trị. Ôi trời ơi. Kinh tế, giáo dục, giao thông, văn hóa, thể thao, ẩm thực, chả có cái gì cả. Nước Đức, cuộc sống thành phố đáng nhất là nước Đức. Nước Đức. Wow. Nước Đức một. Đức là dân số à Đức có dân số là 81 triệu người. 2. 1/3 nước Đức vẫn được bao phủ bởi rừng và đất trồng cây. Đức là một thành viên của Liên minh châu Âu. 65% đường cao tốc Đức Autobahn không có giới hạn cao tốc. Đại học là miễn phí cho tất cả mọi người, ngay cả những người không mang quốc tịch Đức. Wow, miễn phí. Có hơn 2.100 lâu đài ở Đức. Có hơn 1.500 loại bia khác nhau ở Đức. Đức là quốc gia có diện tích lớn thứ 7 tại châu Âu với hơn 137.847 dặm vuông, bao gồm 34.836 dặm vuông đất và 3.011 dặm vuông diện tích biển hồ. Ga tàu lớn nhất của châu Âu là nằm ở Berlin. Về diện tích, Berlin lớn nhất Paris 9 lần và có nhiều cầu hơn. Felicker. Đức bao gồm 16 tiểu bang. Các tiểu bang này có hiến pháp riêng và phần lớn là tự trị về mặt tổ chức nội bộ. Ở cấp thành phố, Đức được chia thành 403 quận, có tên gọi là Kreiser. Trong đó 301 là quận nông thôn và 102 là quận nội thành. Bavaria là tiểu bang lớn nhất. Đức là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. Đức có chung biên giới với 9 quốc gia khác: Đan Mạch 3, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Áo, Thụy Sĩ, Pháp và Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Đức là nền kinh tế lớn nhất UE với tổng sản phẩm quốc nội là
USD và đứng vị trí thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Wow, xịn dở. Ok, video của mình đến đây cũng là dài rồi. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình và cùng mình tìm hiểu về nước Đức. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn mọi người một video khác. Bye bye.